Nghệ sĩ Trần Nam Anh qua đời Nghệ sĩ Trần Nam Anh qua đời ở tuổi 59 sau thời gian điều trị bệnh. Lễ tang của nghệ sĩ bắt đầu từ chiều ngày 21 tháng 10 tại Chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin của Tiền Phong, nghệ sĩ Trần Nam Anh qua đời vào 17 giờ 45 ngày 20 tháng 10 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Hưởng dương 59 tuổi, ông ra đi sau thời gian điều trị bệnh. Lễ tang của cố nghệ sĩ bắt đầu từ chiều ngày 21 tháng 10 tại Chùa Ấn Quang, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh lễ di quan diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 10. Sau đó thi hài của ông được hỏa táng tại Bình Hương Hòa. Thông tin nghệ sĩ Trần Nam Anh qua đời khiến đồng nghiệp, nhiều thế hệ học trò bằng hoàng, tiếc thương. Ông là thầy giáo của các nghệ sĩ như Đại Nghĩa, Đức Thịnh, Ngọc Lan, Tiết Cương, Thanh Thúy, Lê Phương, Quý Bình. MC Đại Nghĩa cho biết nghệ sĩ Nam Anh là người thầy dạy anh những bài học vỡ lòng của bộ môn tiếng nói sân khấu từ ngày đầu bước chân vào trường nghệ thuật. Thầy là người nghiêm khắc, nhưng nhờ đó mà tôi đã có được những thành tựu như ngày hôm nay để sau này khi cũng là một người thầy tôi gần như bê nguyên những gì ngày xưa thầy đã dạy để truyền lại cho học trò của mình đại nghĩa tâm sự điều nam mc còn trăn trở cho tới khi nghệ sĩ nam anh qua đời là ông luôn từ chối mỗi khi học trò ngỏ lời giúp đỡ thầy là người biết đủ và luôn từ chối những lời đề nghị hỗ trợ từ học trò khi tôi đề nghị hỗ trợ thầy để cuộc sống của thầy được tiện nghi hơn thầy nhẹ nhàng từ chối dù tôi và những học trò khác luôn tha thiết được làm điều gì đó cho thầy. Theo MC Đại Nghĩa, dù đào tạo nhiều thế hệ học trò thành danh, giảng viên, nghệ sĩ Trần Nam Anh không bao giờ khoe khoang. Thầy chẳng bao giờ hô lên cho cả thế giới biết là Ê, nhỏ đó, cậu đó là học trò tôi, nó nổi tiếng là có công của tôi đó. Thầy vẫn miệt mài với đám học trò mới toanh, mặt mũi ngơ ngác non trẹt với những bài dạy được đổi mới qua từng ngày cho phù hợp. MC Đại Nghĩa chia sẻ còn bao nhiêu những kỷ niệm về thầy mà không thể nào kể hết vì sau bao năm tháng trôi qua hết thế hệ này đến thế hệ khác được thầy đào tạo dù có bay cao đến đâu đi nữa thì vẫn luôn kính quý thầy như những ngày đầu còn bỡ ngỡ điều đó có lẽ ai cũng hiểu em xin cúi đầu thành kính tiễn biệt thầy một trong những người thầy mà em biết ơn suốt đời đại nghĩa trải lòng là một trong những học trò của nghệ sĩ trần nam anh nghệ sĩ ưu tú hạnh thúy bàng hoàng khi nhận tin giữ các em học trò sẽ mất đi một người thầy nghiêm khắc khó tính và luôn muốn để các sinh viên đến sự chuyên nghiệp cao nhất. Giờ thì thầy đi xa. Sáng sáng, hết thấy thầy đầu đội nón, đeo kính đen, râu dài như bột, mặc đồ rất điệu đi vào trường. Hết nghe thầy kể từng ác như thế nào để các học trò phải tập nói tròn vành sỏ chữ. Chào thầy à, nghệ sĩ Trần Nam Anh tên thật là Trần Văn Nam, sinh năm 1963 tại Huế. Ông từng là diễn viên trong những năm cuối của thập niên 1990. Ông gây ấn tượng với vai vua tịnh phạn trong bộ phim Ánh Đào Vàng. Nghệ sĩ Trần Nam Anh là giảng viên bộ môn tiếng nói sân khấu của Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm.